Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thông xe cho người miền Tây về quê ăn Tết. Vẫn vâng kính thưa vị khán giả thân mến, hiện tại công nhân trên công trường vẫn đang hối hả hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thông xe kỹ thuật phục vụ người dân miền Tây về quê dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022. Ngày 18 tháng 1, tiền từ công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận chủ đầu tư. Tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài hơn 51 km sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19 tháng 1, kịp thời phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, giảm tải cho quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Sáng cùng ngày, Tổ công tác Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra các khâu cuối đệ thông tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Dự án đã hoàn thành tuyến chính những hạng mục phục như lắp biển báo, hộ lan, hàng lan, hàng rào cũng được cấp rút thực hiện 24 trên 24 để đảm bảo kịp thông tuyến phục vụ người dân trước và sau Tết nhâm dần. Theo dự kiến, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ thông xe kỹ thuật phục vụ giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022, một chiều theo hướng Trung Lương Mỹ Thuận trong 15 ngày, sau đó sẽ tổ chức thông xe một chiều theo hướng ngược lại. Hiện tại, hướng tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây qua nút giao thân cũ nghĩa đã kết nối thông suốt riêng hướng ngược lại phương tiện phải đi vòng đường cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương do các nhánh kết nối tại nút giao này chưa kịp hoàn thiện các tuyến đường nhánh với nút giao cai lậy nút giao cái bè đường nói đường gom chưa được phép lưu thông do vẫn đang trong quá trình thi công các lực lượng của trung tâm điều hành cao tốc trung lương mỹ thuận sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiền giang tốc trực trên tuyến để điều tiết giao thông, xử lý khi có sự cố xảy ra trong thời gian tổ chức lưu thông. Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với điểm đầu là nút giao cao tốc tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành và điểm cuối là nút giao quốc lộ 30, huyện Cái Bè, nối tỉnh Đồng Tháp. Tổng vốn dự án được điều chỉnh lần cuối là 12.228 tỷ đồng với việc bổ sung nhiều hạng mục công trình phục vụ. Mục đích phục vụ chủ yếu là dân sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia là 2.186 tỷ đồng. Được biết, sau khi thông xe kỹ thuật và hoạt động tạm dịp Tết nhân dầm, dịp Tết nhâm dần, dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận sẽ tiếp tục thi công để hoàn tất vào tháng 3 năm 2022.